nướng dán cái thịt kia vào ấy, sợ cái thịt nó cứng nhắc nhặt đây còn nó còn mềm không. Quá đây này đấy, để ra đây nó còn mỡ thế này đấy, nó chảy ra nó còn đầy đi. Bác chỉ hả? Bác chỉ, bác chỉ nướng hết rồi, nướng hai vỉ tầm này đợi chủ yếu khách rồi chưa chưa rồi. Thì con hết bằng này thôi, đeo bán hết bằng này còn có. Cái này được tầm 20 tô à? Chắc thì được 20 tô. Nó vẫn ăn sườn thì có thì về vẫn phải làm, có thì về làm thêm tầm khoảng 2-3 vỉ nữa đâu mà. Ngày mình nướng tầm 40 vỉ ấy thì mới làm ấy. 40 vỉ được bao nhiêu ạ? Hả? 40 vỉ trăm tô à? 40 vỉ